cá sấu sông Ninh, nỗi ám ảnh lớn nhất ở Phi Châu. Là kẻ ngụy trang giỏi, thích chờ đợi. Hạ gục đối thủ chỉ với một cú phi thân như chớp. Sở hữu cú vạn xoắn tử thần, nó nhanh chóng xé tạc con mồi trong nốt nhạc. Nhận gã quái vật này có tài nhịn đói cũng khá lâu, có khi không ăn vài tháng mà vẫn sống nhằn răng. Nhưng với chúng, nhịn đói là sự tra tấn chứ không phải là tài cán gì mà để khoe khoang. Một cái xác hà mã chết vì bệnh như thế này, nếu để lâu sẽ làm ô nhiễm nghiêm trọng cả một khu vực sông rộng lớn. Giờ là lúc cần đến những công nhân vệ sinh này. Cá sấu sông Ninh cũng là loài ăn xác thối như kèn kèn và lên cẩu. Chúng sẽ dọn dẹp cái xác thối bằng cách đưa tất cả vào bụng một cách gọn gàng, sạch sẽ nhất. Một cái bụng có dạ dày đặc biệt và lúc nào cũng đói. Tính ra, chúng cũng đóng vai trò rất tích cực. Ăn xác thối sẽ không làm dịch bệnh lây lan cho các dân cư đang sinh sống ở đây. Nói vậy không có nghĩa là cá sấu không đi săn. Ngược lại, chúng là những tay thợ săn cừ khôi ở lục địa đen. Bởi ai cũng muốn có đồ tươi ngon để ăn, chứ không dạy gì mà đi ăn mãi đồ đông lạnh. Chúng cũng vậy. Nhưng với cá sấu sông Ninh thì thứ gì làm chúng sợ nhất nhỉ? Sư tử chăng? Trong mắt những gã quái vật đầm lầy này thì sư tử lại là một miếng thịt thơm ngon. Chúng chỉ dành đôi chút lòng tôn trọng cho hà mã thôi. Nhưng nếu thịt hà mã mà làm cho cái bụng no thì cái lòng tôn trọng đó cũng vứt qua một bên. Thứ khiến chúng sợ nhất đó là khi cái bụng bị đói. Có đôi lúc cá sấu bơi lên cạn để phơi nắng, ngủ quay một chút đã bị sư tử bắt lấy xẻ thịt. Để mổ một con cá sấu, sư tử lại cần đến đông đảo anh em mới được. Nhưng đó chỉ là những trường hợp hiếm hoi, một con sâu làm rầu nầu canh. Nói ra lại là mất mặt những đại ca sông nước. Xin vĩnh biệt cụ. Vì sống tập trung, cá sấu không tránh khỏi sự xuất hiện của những thương binh ăn nhầm tay chân đồng loại rất hay xảy ra ở chúng. Hả? Có điều, những thương binh này sức sống rất mãnh liệt, lúc nào cũng yêu đời và chờ đợi bữa ăn tìm đến.